Bản tin lúc 18 giờ ngày 3 tháng 4, 622 đến 6. Đánh dấu một cuộc chiến với Covid-19 ở nước ta. Trong đó 3 ca là người thăm tại khoa thận nội tiết. Theo đó, Ban chỉ đạo xin ý kiến sẽ thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 7. Giọng hò khoan êm đềm dưới trăng, một non nước, một tiếng xa, một chiều sương tràn, chập trùng hải vân ba na sương khói, sông Hàn lững lờ tình sâu nặng chảy vào trong tôi tình yêu đã. Đà Nẵng cho tôi bao nhiêu câu hát, Đà Nẵng cho tôi.